Hello, chào anh chị em trên YouTube. Hôm nay Tuấn nói về một cái chuyện nó có tính cách lịch sử và nó cũng có cái tính chất là cái kiến thức cho tất cả các anh chị em ha. Hôm nay là mình nói về cái đề tài về cái lịch Tây phương, cái dương lịch á. Thì mình muốn nói tới cái lịch này nó cũng có khoảng hơn 500 năm rồi, nó có từ cái Tây lịch á, tại vì ở Việt Nam như các bạn biết là ở Việt Nam mình xài âm lịch không để tính tuổi hay là về đám giỗ đám ma hay là về Tết nguyên đán, nhưng mà khi mà sau khi mà Pháp mà tới Việt Nam đô hộ Việt Nam rồi á, áp đặt cái nền đô hộ rồi á, thì họ bắt đầu mới dùng dương lịch, và kể từ đó bây giờ nước Việt Nam mình vẫn xài dương lịch phải không, và ngay cả coi như là hầu hết trên thế giới họ đều xài dương lịch hết không. Không, còn cái chuyện âm lịch đó giống như bên Trung Quốc hay là Việt Nam đó, họ chỉ dùng để về Tết hay là đám ma đám cưới thôi. Không, còn thì mình nói về dương lịch, thì cái dương lịch nó cái dương lịch bây giờ mà mình đang dùng đó, nhân loại đang trên thế giới đang dùng đó, là nó có bắt đầu từ năm 1582 do ông Đức Giáo Hoàng Greg Gregorian. Bởi vậy người ta lúc nào cũng gọi cái lịch đó là lịch Gregorian, ok? Thì cái lịch đó là nó có cái sự ảnh hưởng của cái nền văn hóa, cái nền văn minh La Mã rất là nhiều. Hôm trước ở trong một cái clip mà khi mà mình trả lời cho một cái bạn mà xem mà đóng góp ý kiến á, thì bạn nói là September là tháng 9 không, nhưng mà mình có giải thích, mình nói September không phải là tháng 9 mà là tháng thứ bảy, October là tháng thứ 8, November là tháng thứ 9 và December là tháng thứ 10 không. Thì nó nhiều bạn, chắc mình nghĩ nhiều nhiều bạn sẽ coi cái đó sẽ bất ngờ tại sao mình nói như vậy. Thì hôm nay mình kể cái nguồn gốc của cái lịch ha, rồi mình sẽ cho biết tại sao nó có như vậy. Thì như hồi nãy mình đã nói, thì cái lịch Tây phương, cái lịch mà Gregorian á, nó coi như là nó được áp dụng từ cái giáo hội La Mã, cái ông Đức Giáo Hoàng Gregory vào năm 1532. Nhưng mà trước đó khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên á, khoảng năm 43 44 á, là ông Julius Caesar, cái ông nhà độc tài của đế quốc La Mã đó, cũng đã coi nhà sửa cái luật đó rồi không. Rồi sau đó khi mà đứa con nuôi hay là đứa cháu của ông á, cái hoàng đế Caesar Augustus á, lên cầm quyền á, là con mới cũng sửa chữa cái luật đó không. Thì bởi vì cái trước khi cái luật mà thành Gregorian á, là nó đã trải qua một giai đoạn tên là Julian Calendar, là cái lịch của Julian, là đặt cái tên cho cái ông nhà độc tài Caesar đó, Julius Caesar không. Thì cái lịch mình sẽ nói về cái lịch sử và những cái tên của những cái mỗi tháng không. Thì cái lịch của người và nền văn minh văn hóa La Mã thì lúc đầu á, khi mà đặt ra là nó chỉ có 10 tháng thôi không, và nó thiếu rất là nhiều. Coi như là bây giờ cái lịch bây giờ các bạn thấy là có 365 ngày 5 giờ vậy phải không, mà cái lịch hồi xưa đó nó là chỉ có, nó không có đủ, nó như là có 300 ngày hay bao nhiêu đó à, mà nó có chỉ có 10 tháng thôi. Thì bởi vậy cái tháng đầu của cái lịch người La Mã đó là tháng là March, là tháng thứ ba. March là coi như là tên đặt theo cái một người thần về chiến tranh ha, là Mars á, bởi vì nó tên là March, là cái là tháng 3 không. Rồi cái tháng thứ hai á là April. April là đặt tên theo cái tên của cái thần nữ thần về tình yêu Aphrodite ha. Rồi cái tháng tới tháng May. May á là coi như là nó consider là spring ha, là coi như là đặt tên cho cái nữ thần của về mùa xuân không. Là gọi là May không. Rồi bầu tới June.
June nó là cái tháng thứ thứ tư, cái June nó là cái tháng là đặt tên cho cái nữ thần Juno, là cái thần về phụ nữ và đại diện cho hôn nhân, không? Rồi mới tới tháng rồi mới tới tháng tháng thứ năm, bắt đầu tháng thứ năm, lúc đó là chưa có July, tới tháng thứ năm, rồi tháng thứ sáu, không, rồi tháng thứ bảy là tháng chín đó, coi như là tháng tháng thứ năm á, là bây giờ là July, rồi tháng thứ sáu là bây giờ là August đó, không? Thì tại sao sau này mới có July với August, là tại vì cái tháng mà đáng lẽ là tháng thứ năm đó, là khi mà ông nhà độc tài Julius Caesar đó, ông sửa lại cái lịch đó, thì ông mới dùng cái tháng đó đặt tên cho ông, bởi vì nó thành ra July. July là coi như là cái tên đặt theo cái first name, cái tên của ông Julius Caesar, không? Còn cái tháng mà kế đến đó là tháng 8, August đó, bây giờ mình gọi là August đó, là cái tháng đó là không phải là chỉ là tháng thứ sáu thôi, nhưng mà khi mà ông hoàng đế Augustus Caesar mà ông lên ông cầm quyền rồi đó, rồi cái ông kỷ niệm cái ngày chiến thắng đó, ông đặt cái tên cái tháng đó là August, ok? Rồi cái tháng thứ bảy là September, không, chữ sep á, mình nghe nói cái chuyện mà septuplet đó, là coi như là sep là có nghĩa là thứ bảy ha, là bây giờ là September là tháng thứ bảy. Còn tháng 10 á, October, là bạn biết cái chữ mà oct là 8, thì cái đó là tháng thứ 8 là October. Rồi November là tháng thứ 9 và December là tháng 10, không phải là tháng 12. Nhưng mà lúc đầu thì như mình nói lại, coi như hồi nãy như mình nói là từ tháng March cho đến tháng December, ghi không? Là theo tiếng Việt là tháng 3 cho đến tháng 12. Thì lúc đầu lịch của người Roman, có người La Mã là chỉ có 10 tháng thôi. Nhưng mà đến khoảng thế kỷ thứ năm trước công nguyên á, thì một vị vua thứ hai tên là Numa của cái thành phố Rome. Lúc đó là Rome á, chưa có thành một đế quốc, không, chỉ là một cái vương quốc nhỏ thôi. Thì cái ông vua thứ hai Numa đó, ông mới cộng thêm 2 tháng vô cái lịch của người La Mã đang dùng lúc bấy giờ. Ok, cái tháng thứ nhất ông cộng vô á, là tháng January. January á, là coi như là cái tên đặt cho cái một người thần, một người thánh tên là Janus, không, là coi như là cái hình của cái người thần này á, là có hai mặt, mặt trước mặt sau, thì nó có đại diện, có nghĩa là coi như là cái tháng đầu tiên, không, mà nhìn đằng sau tháng 12 và nhìn đằng trước là tháng 2, không? Rồi cái ông ấy đặt thêm một cái tháng nữa là cộng thêm một cái tháng nữa là tháng February, bây giờ là mình là tháng 2 đó, không? Là thì cái February là tại vì mỗi mỗi năm vào ngày 15 tây tháng 2 bây giờ đó, theo cái lịch đó, là có cái lễ hội ở bên La Mã, không, là cái lễ hội đó là người ta tẩy sạch, người ta tắm rửa, người ta sẽ tẩy sạch, còn những người nào mà không, những người quá phụ mà không có được con cái, mà muốn tới mấy cái đền thần để xin như là hiếm muộn á, để xin có con á, thì tới cái đền thần á, rồi cái ông mà priest, cái người mà làm trong cái hội giáo rồi đó đó, không, tới coi như là để tẩy sạch, không, để tắm rửa, lấy cái cây đập lên sau lưng đó, không. Thì bởi vậy cái mỗi ngày 15 tháng 2 đó là người ta có cái lễ hội đó, thì bởi vậy cái là cái lễ hội cho cái người thần February. Thì bởi vậy từ đó về sau cái tháng thứ hai á, mới gọi là February. Thì bởi vậy
bây giờ mình mới thấy á, là coi như là nó đồn lên, đúng không? Tại vì cái ông vua Nhu Mà ông cộng thêm 2 tháng là tháng tháng January, tháng 2 vô cái lịch, không? Thành ra lúc đầu á, từ lúc đầu á thì cái vương quốc La Mã là chỉ có 10 tháng, không? Cái sau cái họ cộng thêm 2 tháng nữa, January, February, bởi vậy thành ra 12 tháng. Bởi vậy khi mà mình thấy nó hơi, nếu mà nhiều người biết Latin á, người ta sẽ hỏi tại sao September, nếu mà cái chữ Latin nó September là tháng thứ bảy, mà tại sao bây giờ nó thành tháng 9? Là như vậy, là coi như là vào thế kỷ thứ năm trước công nguyên á, là cái ông vua đó ông cộng thêm 2 cái tháng vô, không? Rồi cho đến trải dài qua nhiều thời kỳ Cộng hòa La Mã, rồi đến thời kỳ Đế quốc La Mã, không? Rồi trải cho đến thời mà giáo hội Thiên Chúa giáo mà mạnh lên, mà nắm quyền ở bên Rome, ở bên La Mã đó, thì họ mới cái ông Đức Giáo Hoàng mới áp dụng cái luật mới, coi như để thay lệch, không? Kể từ đó về sau á, từ năm 1582 đó, là cái lịch, cái Tây lịch, cái Dương lịch đó, nó ra đời. Và coi như bây giờ nó ảnh hưởng, như hồi nãy lúc đầu mình đã nói, cả thế giới đều xài hết, không? Ngay cả những cái nước mà xài âm lịch, dương lịch và âm lịch khác nhau như thế nào, thì cái dương lịch đó là họ dùng cái mặt trời, còn cái chu kỳ của mặt trời. Còn cái âm lịch đó là như các bạn ở Việt Nam, lớn lên ở Việt Nam các bạn hiểu rồi, thì nó dùng theo cái chu kỳ của cái mặt trăng, không? Thì bởi vậy người ta mới nói rằm, không? Thường là coi như là rằm tháng 8 mới vừa đi rồi là các bạn biết là Tết Trung Thu, còn rằm tháng 7 là lễ cụ hồn các đảng, không? Thì cái Việt Nam mình, cái phong tục Việt Nam mình nó vẫn chưa thay đổi, nhưng mà về mà chính phủ hay nhà nước, về những cơ quan chính phủ, không, ngay mà cả thế giới về buôn bán á, coi như là mình nghĩ là cả thế giới đều xài cái lịch mới của ông giáo hoàng Gregorian, đúng không? Thì cái câu chuyện là như vậy. Rồi để mình chỉ các bạn một cái mà mình học hỏi trong lính, đúng không? Hồi xưa mình không 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 có biết, ok, tới tháng nào mình không nhớ tháng nào là có 31 ngày á, thì có một người bạn của mình á, tại vì người đó sanh ra lớn ở Mỹ, người đó chỉ cho mình một cái cách để nhớ cái tháng nào trong 12 tháng nó có 31 ngày. Thì anh chàng chỉ mình như vậy ha, anh chàng kêu mình co cái tay lại ha, thì coi như đây là tháng giêng, ok, tháng giêng tháng 1 đó, là nó ở trên cái cột này, không, nó ở trên cao thì nó có 31 ngày, không? Rồi cái xuống đây là tháng 2. Tháng 2 là thường thường là 28 ngày, nhưng mà mỗi 4 năm thì có năm nhuận, thì cái năm đó là có 29 ngày, nhưng mà nó có dưới 31 ngày thì nằm ở dưới đây, không? Rồi tháng 3 nó lại ở trên cái xương này nữa, thì tháng 3 có 31 ngày, không? Rồi tháng 4 chỉ có 30 ngày thôi thì nó nằm ở dưới, không? Rồi tháng 5 ở trên thì tháng 5 có 31 ngày, không? Rồi tháng 6 ở dưới ngay chính giữa cái lõm này thì nó có 30 ngày, gì phải không? Rồi có bạn 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 đến tới tháng 7 thì ở ở trên cái đốt xương này thì nó có 31 ngày, cái băng dòng lại tháng 8 31 ngày, tháng 9 nằm ở dưới hoặc là chỉ có 30 ngày, tháng 10 nằm ở trên, không, là 31 ngày, tháng 11 nằm ở dưới là 30 ngày, rồi tháng 12 là 31 ngày, vì nó nằm ở trên cái đốt xương này. Đây là một cái cách, nếu mà các bạn nào mà có con nhỏ khoảng 4 5 tuổi á, lúc bắt đầu học về lịch á, học học về ngày tháng rồi đó, các bạn có thể dùng cái cách đó, các bạn chỉ cho con cái ha. Ok, thôi đến đây tính tạm dừng ha, rồi hẹn gặp ngày kỳ tới, Tuấn sẽ ra thêm một cái clip khác. Ok, rồi xin chào nha, cảm ơn các bạn.